Úi rồi anh em ơi, bây giờ Alice không cần đến bùa mê hoặc nữa anh em ạ. Nhìn mỡ bay vào này, anh em nhìn xem cái lượng mana của mỡ nó có tụt không nhà. Úi rồi ôi, nhảy vào như một người hùng và ui té té không lại chết như một thằng khùng bây giờ. Ơ thôi 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 thôi, tôi nhà tôi nhiều mana chứ tôi có đâu có nhiều máu đâu. Úi trời ơi, cả hồn anh em ạ. Nhưng mà mana hồi bây giờ kinh lắm. My kiss grants you immortality or death. Hello, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và ở mùa giải thứ 26 này thì cô nàng Alice đã được Moontoon mang đến một cái sự chỉnh sửa rất là thú vị. Và cái sự chỉnh sửa này Mỡ phải nhờ các bạn xem video clip của Mỡ trên kênh Mỡ nhắc thì mới biết anh em ạ. Đó chính là cái con Alice bây giờ, điều đầu tiên cần phải nhắc đến đó chính là nó sẽ không lên bùa mê hoặc nữa. Chúng ta đều biết rằng ngày xưa Alice được đánh giá là một trong những cái vị tướng mà rất cần đến cái bùa mê hoặc của mình, bởi vì cái bộ kỹ năng của cô nàng Alice này quá là tốn mana đi anh em ạ. Nhưng ở trong cái bản cập nhật lần này, Moontoon đã sửa cái nội tại của Alice kèm theo đó là cái chiêu cuối sao cho cái cô nàng này không cần đến cái bùa mê hoặc nữa. Cụ thể đây Mỡ sẽ để lên trên màn hình cho anh em xem nhá. Đầu tiên đó chính là chỉnh sửa đến từ nội tại. Theo đó thì Alice sẽ có thêm được cái việc nhặt huyết cầu khi mà hạ gục đi được tướng địch. Nhưng quan trọng nhất là cái huyết cầu đến từ cái nội tại này này đã sửa lại cái cơ chế. Thay vì giảm 10% cái thời gian hồi chiêu thì bây giờ khi mà anh em hấp thụ được 12 huyết cầu, anh em sẽ tăng cái khả năng hồi mana theo phần trăm anh em ạ. Cụ thể nó sẽ là như sau. Theo đó bây giờ anh em có thể nhìn thấy khi mà Alice có thể hạ gục lính hoặc là tướng đối phương được tử vong ấy thì huyết cầu nó sẽ được tạo ra. Và nếu như anh em hấp thụ được tỷ lệ từ 12 đến 25 đến 50 huyết cầu, anh em sẽ nhận được chỉ số tương ứng. Đó là 12 huyết cầu anh em sẽ được hồi 1,5% mana mỗi giây. Anh em sẽ nhận được 15% hiệu ứng hồi HP khi mà được 25 huyết cầu. Và anh em sẽ nhận được thêm 40 tốc chạy khi mà anh em có được 50 huyết cầu. Điều này có nghĩa rằng cái con Alice này bây giờ nó sẽ không cần đến cái bùa mê hoặc nữa anh em ạ. Mỡ nói là không cần đến ở đây, tức là không cần thiết phải lên bùa mê hoặc, chứ không có nghĩa rằng Alice không lên được bùa mê hoặc anh em nhé. Vì thế cho nên ở trong cái trận đấu này Mỡ sẽ cố gắng lên theo cái set đồ như đề xuất cho anh em xem ở góc dưới bên trái. Và nó sẽ thêm một cái, đó chính là Mỡ sẽ lên thử bùa mê hoặc ở giai đoạn giữa game để cho anh em xem. Và đến gần cuối game Mỡ sẽ bán cái bùa mê hoặc này đi để cho anh em xem được rằng là cái tốc độ hồi mana của con Alice khi mà nó không cầm bùa nó sẽ là như thế nào. Anh em hiểu không ạ? Rồi ok. Thì ở trong trận đấu này Mỡ sẽ cầm cái con Alice đi mà đối đầu với cả Aulus. Mỡ đã phải lên bảng điểm số một lần rồi bởi vì team bạn có được một cái tình huống nhồng số đi từ vị trí của hỗ trợ kèm theo đó là đi rừng bên phía của team bạn. Và Mỡ mặc dù đã có được cái level 4 nhưng rõ ràng ở giai đoạn đầu game Alice vẫn là một trong những cái vị tướng pháp sư mà anh em cần phải farm có được cho mình những cái món trang bị. Và trang bị cơ bản nhất vẫn là cái trang bị cái đồng hồ định mệnh anh em nhá. Và cái đôi giày cổ thuật. Đây là hai cái món trang bị rất cần và có thể nói là coi tầm của cái con Alice này luôn anh em ạ. Rồi và đây là có giao tranh, Mỡ thích thì Mỡ va chạm, đến là đó luôn, bật phản kích, thích thì chơi, liều thì chiến anh em ạ. Và đó là cái mà gục đến từ vị trí của Mỡ, bởi vì lúc nãy team bạn gọi người xuống thì bây giờ Mỡ cũng gọi người xuống. Nhưng cái điều đầu tiên mà Mỡ có thể nhận ra được khi mà Mỡ chơi cái con Alice mới này ở đây là gì anh em? Đó chính là cái mana của Alice là rất tốn. Và nếu như mà anh em nào mà có dành thời gian mà đọc tôi thì Mỡ sẽ xuất hiện lại cái màn hình này cho anh em xem nhá. Nếu như mà anh em có dành thời gian để mà anh em đọc ý, thì cái chiêu 3 của Alice nó tốn mana rất là nhiều. Anh em nhìn kìa, mana tiêu tốn cũ là 40-80 nhưng bây giờ nó đã tăng được thành từ 60 đến 140 rồi. Tức là mana tiêu tốn nó rất là nhiều. Nhưng lượng sát thương đến từ cái chiêu 3 này của Alice nó cũng điều chỉnh lại theo đó là đau hơn. Và nó tính theo cái cơ chế mới, thêm một chút vào cái lượng máu tối đa đấy anh em ạ. Rồi và ở đây là một tình huống giao tranh, Mỡ nhảy thẳng vào giữa ba thành viên bên phía của team bạn. Khả năng hồi máu của Mỡ là có, sát thương của Mỡ là nhiều nhưng tốn mana của anh em ơi. Tốn mana quá. Mặc dù anh em có thể nhìn thấy cái lượng mana của Mỡ nó đang hồi dần kìa. Đó, nó hồi kìa. Mặc dù cái lượng mana của Mỡ bây giờ ấy nó có thể hồi vào đến từ đó là cái nội tại của con Alice. Chỉ cần 15 stack thôi là anh em đã được hồi 1,5% cái lượng mana rồi. Nhưng rõ ràng là ở giai đoạn đầu game thì cái con Alice này cái mana nó không có dư giả đâu anh em ạ.
Nên 1,5% nó không có quá là đáng kể khi mà anh em cứ liên tục spam, nào là bật chiêu cuối, rồi thì sau đó anh em dùng chiêu 1 cũng như là chiêu 2. Cho nên là Mỡ khuyên anh em rằng ở giai đoạn đầu game anh em vẫn nên đánh theo cái kiểu gọi là đầy mana thì chúng ta mới hãng lao vào giao tranh anh em nhá. Một tình huống đẩy cầu, wow, ăn đi được cho mình, đó là cái con rùa này rồi. Rất là tinh con nhà bà Tế anh em ạ. Và với việc có được cho mình đó là cái con rùa này thì Mỡ sẽ khả năng cao di chuyển ra đường giữa để muốn tích lũy thêm stack cộng dồn đến từ cái nội tại của Mỡ anh em nha. Đấy, bây giờ nội tại của Mỡ nó đã chuyển từ màu xanh thành màu đỏ rồi, 28 stack cộng dồn rồi. Cứ đến 25 là được chuyển màu mà anh em. Cột mốc là 12, 25 và 50 anh em nhá. Cột mốc 12 cái stack cộng dồn anh em sẽ nhận được 1,5% mana hồi tối đa. Đấy, hồi mana theo phần trăm nha, chứ không phải là hồi mana theo điểm đâu. Anh em được 25 stack cộng dồn thì anh em sẽ được thêm những cái chỉ số buff, và anh em được thêm 50 stack cộng dồn thì anh em sẽ nhận được thêm tốc chạy. Đó, cho nên cái con Alice này, cái công việc đầu tiên mà anh em cần phải làm ở giai đoạn đầu game đó chính là anh em sẽ phải đi farm stack giống như là ôn đớt với anh em ạ. Nhưng dĩ nhiên là cái vị tướng này nó cũng không quá là cần thiết giống như là ôn đớt đâu. Nó vẫn sẽ gọi là farm, vừa farm vừa giao tranh game ạ. Và đây là có giao tranh anh em nhìn này, Mỡ có phản kích tâm này, Mỡ lao thẳng vào giữa đội hình team bạn luôn. Thích thì chiêu mà liều thì chiến, Mỡ có phản kích đấy, bắn Mỡ đi. Bắn Mỡ này, không bắn Mỡ này, một đẩy cầu bay màu, Mỡ đứng giữa ba thành viên của bên phía team bạn. Và V ở đây anh ta không có ulti, và có đó là cái vị tướng Saber như anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ. Cái lượng mana của Mỡ giai đoạn đầu game vẫn rất là tốn. Nhưng tuy nhiên một cái tình huống giao tranh rất là dài hơi mà tốn một cái cây mana như thế này thì về cơ bản vẫn là hợp lý anh em ạ. Nhưng Mỡ nghĩ rằng nếu như mà anh em mà thuộc cái dạng ấy mà vẫn nghĩ là phải lên cái bùa mê hoặc ấy thì anh em có thể thử. Nhưng Mỡ nghĩ rằng cái bùa mê hoặc bây giờ nó sẽ là một cái trang bị phụ trợ chứ không phải là một cái coi tầm đến từ cái con Alice này đâu anh em nhá. Nếu anh em có bùa mê hoặc thì anh em có thể giao tranh được dài hơi và đánh nó sẽ được thoải mái hơn. Đấy. Rõ ràng là mana rất là tốn. Bởi vì anh em nên nhớ rằng là chúng ta càng lên cái chiêu cuối cao thì cái lượng mana tiêu tốn đến từ cái chiêu cuối này của con Alice nó càng kinh khủng anh em ạ. Đấy, cho nên là bây giờ anh em sẽ có rất là nhiều lựa chọn. Một là anh em có thể lên được cái bùa mê hoặc sớm, sau đó đến tầm giữa và cuối game ấy, anh em bán cái bùa mê hoặc đi để mà anh em đổi lấy một cái món đồ công, nó sẽ là hợp lý hơn. Mình nghĩ là tầm giữa game Mỡ lên cái bùa mê hoặc, sau đó Mỡ đi đánh nhau, anh em hiểu không ạ? Sau đến tầm cuối game là Mỡ bán cái bùa đi, Mỡ lên thêm một cái món đồ công chẳng hạn. Đấy, ví dụ như ở trong cái trận đấu này thì Mỡ sẽ không khuyến nghị lên bùa mê hoặc, bởi vì trận đấu này là Mỡ cầm bùa mê hoặc để Mỡ test thử cho anh em thôi. Đấy, còn nếu như mà gọi là lát nữa mà Mỡ cảm thấy cái bùa mê hoặc này nó không hồi được cho cái lượng máu nó đủ nhiều và nó cần thiết về cuối game thì Mỡ bán bùa đi, Mỡ lên những cái món trang bị khác. Đấy, nó sẽ là hợp lý anh em ạ. Rồi, và giao tranh sẽ được nổ ra một lần nữa ở hang rùa. Mỡ nhảy vào có được mạng của đó là cái vị tướng Saber, bật phản kích lên bắn Mỡ không mất nhiều máu đến từ đó là cái con bài Irithel. Mỡ đẩy cầu giữ Irithel cứng ngắc và Irithel đã phải lên bảng điểm số mạng dành cho Verlie anh em ạ. Và Mỡ cũng đã có được cho mình một cái KDA rất là xanh con nhà bà chín. Đấy, nếu anh em để kỹ thì ở giai đoạn này thì cái lượng mana của Mỡ hồi nó cũng không quá là nhiều đâu. Bởi vì mana tầm này của Mỡ nó vẫn đang ít và Mỡ mới chịu có được cái level 9. Nhưng về cuối game thì Mỡ nghĩ rằng là cái nội tại của Alice nó sẽ không cần đến cái bùa mê hoặc nữa anh em ạ. Ok, ở đường trên thì đây sẽ là một cái tình huống đẩy trụ đến từ vị trí của Mỡ này. Cái trụ này chắc là bắn tay thôi, tầm này cái trụ nó yếu đi rồi, chúng ta bắn tay sẽ rất là nhanh. Sau khi bắn xong trụ thì chúng ta sẽ clear thật nhanh anh em nhá. Bật chiêu cuối lên, úi dồi ôi, tao nên chạm đến từ Saber nhưng ôi dồi ôi, Mỡ bật chiêu cuối rồi Saber ơi. Hơi non đến từ vị trí của Saber anh em ạ. Ôi, bây giờ lại còn thay ca hết Saber lại đến Irithel anh em ạ. Nhưng thằng Mỡ này nó đủ cứng để mà có được một cái tình huống đào tẩu là rất dễ dàng và thoái lui. Ăn điều cho mình đó là cái trụ đường trên. Ê, nhưng mà anh em có thể nhìn cái lượng mana của Mỡ này, Mỡ đủ 50 stack cộng dồn anh em nhìn kìa. Mana của Mỡ và tốc độ di chuyển của Mỡ nó cũng đang là rất nhanh. Và cái khả năng hồi mana của Mỡ đó, nó có nha. Đấy, nó đang hồi anh em kìa, anh em nhìn kỹ kìa. Đấy, nó đang hồi. Bởi vì là Mỡ còn cầm được cả thêm cái bùa mê hoặc nữa, nên nếu anh em nhìn kỹ nó sẽ hồi hai lần mana, nó khư khực. Anh em thấy mana không? Đấy, nó khư khực. Là bởi vì là Mỡ vừa kết hợp cái nội tại kèm theo đó là cái bùa mê hoặc anh em ạ. Cho nên là bây giờ với cái khả năng hồi máu là như này thì Mỡ sẽ không cần phải về nhà nữa. Tầm này là Mỡ đánh nhau có mana là Mỡ có tất cả anh em ạ. Thích thì liều, liều thì chiến. Ấy trời ơi, không được rồi anh em ơi. Còn áo lớn này nó cầm phần chấn anh em ạ, cho nên là nó chém Mỡ thời điểm hiện tại đau lắm, cho nên là đánh hơi láo. Tuy nhiên không sao cả, Mỡ sẽ nhảy vào giữa đội hình của các thành viên bên phía của team bạn. Ở đây là có Veil sẽ bị Mỡ shut down đi. 280 vàng sẽ là thuộc về Mỡ trong cái tình huống này. Mặc dù Mỡ đã có bùa nhưng mà cái chiêu cuối tốn nhiều mana quá, cho nên Mỡ không bật được liên tục anh em ạ. Đánh nhau thì Mỡ mới bật thôi. Và đây sẽ làm cái tình huống tiếp tục. Kết liễu đi được Lolita, hạ gục đi được đó là cái vị tướng đỡ đòn của bên phía team bạn. Và ở đây là Mỡ dí được vào đó là Saber. Anh chàng này nhìn thôi là đã biết là anh ta chán rồi, không muốn ulti Mỡ rồi anh em ạ. Và mạng thứ 6 mà Mỡ có được ở trong cái game đấu này. Đường trên là Mỡ đang thấy có Aulus để trụ và Mỡ sẽ di chuyển thật nhanh. Ui, khi mà anh em đủ 50 stack ý, anh em sẽ thấy tốc độ di chuyển của con Alice này nó là cực kỳ kinh khủng. Và khả năng thủ nhà của nó cũng là có anh em nha. Đấy, anh em thấy không ạ? Đợt Mỡ phải khẳng định với anh em rằng ý,
là cái con Alice này bây giờ anh em vẫn có thể lên được cái bùa ở giai đoạn giữa game để mà anh em có được cho mình, đó là cái việc không hề tiêu tốn một tí mana nào cả. Khi mà bây giờ nó có nội tại kèm theo đó là cái bùa thì cái lượng mana của Alice nó hồi lại là rất nhanh như anh em có thể nhìn thấy. Tuy nhiên nếu như mà game về cuối thì anh em có thể bán bùa đi để mà lên một cái món trang bị khác, nó sẽ tốt hơn cho cái con bài Alice này rất là nhiều. Bởi vì cái bùa, xin được nhắc lại với anh em, nó chỉ là một cái trang bị hỗ trợ thôi, chứ đam đến từ cái bùa nó bé lắm anh em ạ. Anh em có thể thay thế bằng một cái món đồ thủ hoặc một cái món đồ công khác tùy anh em. Đây là một tình huống anh em nhìn này, mỡ cầm Alice đánh như tanker nhảy vào giữa bốt tình viên bên phía của team bạn nhưng họ bắn là không đau. Và ở phía bên này thì mỡ đang đào thoát, có Irithel lùa mỡ nhưng mỡ đẩy cầu đi và dịch chuyển sang phía bên này và lùi được một cách rất dễ dàng. Tuy nhiên là dù sát thương nhiều quá, mỡ suýt chút nữa tiền đình anh em ạ. Ôi nhưng mà team mỡ đây lại có đánh nhau à? Ồ như vậy là đã có mạng hạ gục được diễn ra và đó là mạng dành cho Lolita bên phía của team mỡ. Nhưng ngay sau đó thì Johan cũng đã phải bay màu. Nhưng team của mỡ Ngộ Không cũng đã có được mạng đến từ cái con Aulus này. Và như vậy là một cái tình huống gọi là 2 đổi 2 mà thôi. Mỡ cũng đã regen được đầy máu đầy mana và khả năng cao sẽ di chuyển lên đây để tìm xem để mà có một tình huống dình dập. Ôi có Saber ở trong bụi anh em ạ. Saber có lẽ rằng là anh ta thấy mỡ cứng quá nên anh ta bỏ qua, chứ mỡ ở thời điểm hiện tại nói thật với anh em là sau khi cầm xong cái băng thạch này thì cái tốc độ khả năng phòng ngự của mỡ là rất ổn. Ở trong trận đấu này thì mỡ sẽ lên theo cái set trang bị đề xuất cho anh em, đó chính là cái dây cổ thuật, cái đồng hồ định mệnh, cái băng thạch, cái quyền trượng băng hậu. Đấy, mỡ đã cầm được cái quyền trượng băng hậu rồi này. Sau đó sẽ là cái áo trong thiên chi và cuối cùng sẽ là cái quyền trượng mùa đông. Đấy, nhưng như anh em có thể nhìn thấy bây giờ vẫn là cái thời điểm để mà mỡ có thể dùng được cho mình, đó là cái trang bị bùa mê hoặc anh em ạ. Đây sẽ là tình huống nhảy vào giao tranh anh em ạ. Thích thì liều, nhiều thì cũng chiến. Lại là một tình huống 1 đánh 4 nữa anh em ạ. Và có vẻ như là mỡ đang rất khỏe. Mỡ thậm chí còn lấy đi cho mình đó là cái bùa đỏ. Irithel bắn mỡ trong tuyệt vọng anh em ơi. Và double kill đã được dành cho mỡ rồi. Lolita đã phải lên bảng điểm số. Như vậy là team bạn họ không còn dồn thêm được đam nữa. Họ đã phải đào thoát một cách gọi là cực kỳ vội vàng ở trong cái pha giao tranh vừa xong. Mỡ thì không về anh em ạ. Mỡ tầm này là mỡ có bùa. Mỡ tầm này là mỡ có được cho mình cái khả năng hồi mana là rất kinh khủng. Cho nên là mỡ sẵn sàng nhảy vào giữa đội hình team bạn. Mặc dù cái con Alice này trong tay của mỡ thì nó không có quá nhiều những cái khả năng dồn sát thương phép anh em ạ. Chỉ có được duy nhất đó là cái đồng hồ, cái quyền trượng mùa đông thôi. Hết rồi, thêm cái quyền trượng quên mất cái quyền trượng băng hậu của quyền trượng mùa đông. Đấy, nó có 3 cái trang bị phép thôi. Nhưng đây không phải là 3 cái trang bị phép mạnh nhất, nhưng nó vẫn đang rất là bá luôn anh em ạ. Rồi, KDA ở thời điểm hiện tại đang là 823. Mỡ đang có thể nói là rất là mạnh, vừa đóng vai trò là người mở giao tranh, vừa đóng vai trò là sát thương chủ lực. Cho nên là tầm này team bạn mà muốn đi lẻ giết mỡ nó sẽ rất là khó anh em ơi. Bởi vì mỡ lại còn lên hơi tách tanh mà. Đấy, máu của mỡ thời điểm hiện tại nó đang là 3, 5, 7 vạch máu rồi anh em ạ. Và cái chiêu cuối huyết thi của mỡ tầm này là cũng mắc đam. Cho nên đây sẽ là cái tình huống để mỡ test cái đam đấy từ cái chiêu cuối huyết thi cho anh em xem nhá. Bật chiêu cuối lên trước, nhảy thẳng vào giữa, đó là cái thành viên bên phía của team bạn đứng trong chiêu cuối của Veil luôn. Nhưng chiêu cuối của Veil không ăn thua. Sau đó mỡ đẩy cầu lên, áp sát vào đó là Veil và mang về đó là cái mạng thứ 3 của mỡ trong tiểu huống giao tranh vừa xong. Và KDA thời điểm hiện tại của mỡ đang là 9-2 kèm theo đó là 5 anh em ạ. Và với việc team bạn mất đi cho mình 3 thành viên là như thế này thì tầm này chúng ta ra ăn luôn đi cho mình đó là cái con Lord thôi chứ chờ đợi làm cái gì nữa. Đã có Moscow anh ta chạy ra, team bạn thì vẫn đang tập đến 5 thành viên, chỉ còn dây Saber là ánh sáng sẽ xuống sớm thôi anh em ạ. Nhưng có vẻ như một mình Saber thì anh ta sẽ không có thể phòng ngự được cho mình đó là cái con Lord này. Và coi như là cái con Lord đã thuộc về bên phía của team mỡ. Trận đấu này vẫn đang kéo dài đến phút thứ 13 anh em ơi. Và chưa có vẻ như là team bạn họ muốn đầu hàng. Mặc dù là ở thời điểm hiện tại là team bạn bây giờ chắc phải tầm 3-4 ông mới bu vào đánh được mỡ anh em ạ. Tầm này là mỡ quá khỏe rồi, về 89 stack cậu rồi. Bình thường con này chỉ có 50 stack là mắc thôi. Nhưng 90 stack thì về cơ bản càng lấy nhiều stack thì cái phẩm chất sức mạnh của con Alice này nó cũng tăng trưởng lên đấy. Chứ nó không phải là tính cho có đâu. Rồi và để xem nào, cái con lót vàng nó được triệu hồi ở xuống đường dưới rồi. Mỡ cùng với các người đồng đội của mỡ đang có được một cái khoảng thời gian nó đang hơi được xả stress khi mà chờ cái con lót lên anh em ạ. Nên là có lẽ mỡ cũng sẽ chờ cái con lót này nó vào thì mỡ mới đánh. Chứ bây giờ gọi là team này làm gì có ai vào đâu. Liên tục những cái tình huống gọi là đẩy cầu bên ngoài tự vị trí của mỡ. Và khẳng định với anh em rằng là nếu như mỡ đẩy trúng cái thanh niên mà đi đường hoặc là thanh niên xạ thủ bên phía của team mỡ ấy, là có thằng Niệm anh em ạ. Và đây là anh em nhìn này, một pha giao tranh bật phản kích cưng cưng cáp và sau đó sẽ là cái tình huống mà mỡ đóng băng bản thân lại hạ gục đi được đó là Aulus, kèm theo đó là Irithel và trận đấu này sẽ là kết thúc tại đây rồi. Trên đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về cái con bài Alice mới được làm lại. Anh em thấy làm lại như thế này nó có ổn áp không ạ? Đừng quên để lại cho mỡ một like, đăng ký kênh nha. Peace.